Xin chào các bạn, vào cuối tháng 6 vừa qua, Google đã lấy tên gọi chính thức của Android tiếp theo là Nougat, nghĩa là kẹo hạnh phúc. Nền tảng mới này sở hữu nhiều tính năng nổi bật, thú vị và chắc chắn sẽ làm hài lòng người tiêu dùng. Và hôm nay đi review sẽ đem đến cho các bạn 5 thiết bị đến từ 5 hãng khác nhau sẽ được nâng cấp lên Android 7.0 Nougat với mức giá cực kỳ hấp dẫn không thể bỏ qua tại Rượu Thông Minh. Sản phẩm đầu tiên là chú dế siêu phẩm Galaxy S7 đến từ xứ sở Hàn Quốc. S7 sở hữu cấu hình cao cấp mạnh mẽ với chip Exynos 8890, 8 nhân, RAM 4GB, bộ trong 2 tùy chọn 32GB hoặc 64GB, cùng viên pin dung lượng 3000 mAh. Ngoài ra, máy còn được trang bị màn hình hiển thị sắc nét, bộ đôi camera xuất sắc cùng khả năng chống thấm nước tốt. Siêu phẩm này của Samsung khi mới ra mắt mức giá khá cao, khoảng 15 triệu. Vậy mà hiện tại Rượu Thông Minh sở hữu S7 S-Line New mới 90% với giá chỉ 8.990.000 cùng 5 màu sắc trẻ trung để lựa chọn là đáng để sở hữu. Sản phẩm tiếp theo là chiến binh Sony Z5 Premium, smartphone đầu tiên sở hữu màn hình 4K, máy được trang bị cấu hình mạnh mẽ với chip Qualcomm S810, 8 nhân, RAM 3GB, bộ trong 32GB, chip đồ họa Adreno 430, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD lên tới 200GB, đem đến khả năng chạy đa nhiệm tuyệt vời, đứng đầu với mọi game khủng hiện nay. Ngoài ra, máy còn được trang bị pin tốt, dung lượng 3430 mAh, không thể thay thế được, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 2.0 tiện ích. Rượu Thông Minh đang có chương trình giảm giá cực lớn em này với mức giá chỉ 9.990.000 cùng nhiều quà khuyến mại cực kỳ hấp dẫn. Sản phẩm thứ ba là con quái vật của Android, LG V10 với lớp vỏ chắc chắn siêu bền. LG V10 sở hữu màn hình 5,7 inch với độ phân giải 2K cùng với màn hình phụ 2,1 inch phía trên màn hình chính độc đáo, tiện dụng. Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với vi xử lý Qualcomm S808, RAM 4GB, bộ trong 64GB và thẻ nhớ microSD lên tới 200GB. LG V10 là smartphone đầu tiên trên thế giới có thể chơi nhạc 32bit, đem tới trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao, sống động. Ngoài ra, thiết bị có khả năng thay pin rời và pin đi kèm là 3000 mAh. Chiếc LG V10 cũ này ở Rượu Thông Minh có giá bán là 6.190.000, một mức giá quá ngon để sử dụng trong tay con quái vật này. Sản phẩm tiếp theo là bom tấn HTC One M9 đến từ nhà mạng Mỹ với chất lượng hàng đầu cùng bảo hành an tâm nhất tại Rượu Thông Minh và hiện đang được bán với mức giá 4.790.000 dành cho sản phẩm Line New. Máy sử dụng thiết kế kim loại nguyên khối cùng bộ vi xử lý S810 của Qualcomm, RAM 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Máy còn được trang bị camera chính 20MP, camera selfie Ultra Pixel cùng nhiều tính năng cao cấp. Ngoài ra, nhờ sự hợp tác của Dolby, HTC One M9 mang lại hiệu ứng âm thanh vòm 5.1 giúp bạn trải nghiệm âm thanh cực kỳ sống động. Sản phẩm cuối cùng khép lại danh sách thuộc dòng Moto X với tên gọi là X-Style, máy sử dụng thiết kế đẹp, sang trọng cùng khung kim loại chắc chắn, kết hợp màn hình lớn 5,7 inch cùng độ phân giải Quad HD siêu nét. Moto X-Style còn được trang bị cấu hình cao với chipset Snapdragon 808, 6 nhân, RAM 3GB, bộ trong 3 tùy chọn và có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Ngoài ra, máy đi kèm pin dung lượng 3000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh tiện ích, giúp thiết bị dư sức gánh vác mọi tác vụ nặng mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Sản phẩm Moto X Style Line New mới 9% hiện đang được bán tại Rượu Thông Minh với mức giá ưu đãi hấp dẫn chỉ 4.990.000. Trong danh sách này thì có hai chú dế là Sony Xperia Z5 Premium và HTC One M9 đã được hãng xác nhận chính xác sẽ được nâng cấp trong thời gian sắp tới. Còn ba chú dế còn lại đang thuộc danh sách dự kiến và sắp tới chắc chắn sẽ được khẳng định lại bởi các nhà sản xuất. Đây đều là những chú dế hấp dẫn với cấu hình ngon, thiết kế đẹp cùng nhiều tính năng nổi bật đi kèm mức giá hấp dẫn tại Rượu Thông Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.